Em Nghĩa kính chào các bác. Video hôm nay em Nghĩa xin giới thiệu với các bác những cái đá kê cột nhá. Đây, đây có những cái hình thước, hình thù, kích thước khác nhau tùy nhu cầu của mỗi khách hàng. Những cái nhà mà nó thấp thì mình kê nó cao hơn một chút. Còn những cái nhà mà gầm sàn nó cao rồi thì mình kê thấp thấp vậy thôi. 25 30 phân. Đây, cái xưởng này của em rể của em Nghĩa nhá. Người ta tạc cả gì nhỉ? Voi này, rồi, tượng các thứ này, đục sư tử này, đấy, lư hương này, hòn non bộ, trần thạch, đấy, những cái cơ quan đoàn thể hoặc là nhà của các bạn nào mà cần những cái đá phong thủy ấy, thì đây, đó, tuyết sơn, đá tuyết sơn, đó, trong kia đang đục đẽo rất là nhiều nhá. Đó, hôm nay em Nghĩa lên để kiểm tra cái hàng mà để mai chuyển cho anh chủ nhà ở trong Vũng Tàu. Những cái đá kê cột của em Nghĩa là những cái khối màu đen nhá. Chủ nhà tròn màu đen nên em Nghĩa đặt màu đen. Đó. Hệ thống máy móc nhà xưởng thì ở phía trên kia. Ở đây chỉ là nơi để xuất và làm một số cái mặt hàng khác, không cần máy móc ở đây, không cần phải dàn máy. Đây là họ đục bằng máy, nhưng mà máy cầm tay nha các bác nhá. Đó. Trong này có những cái đôn này. Đó. Em Nghĩa đã từng giới thiệu đến những cái bộ bàn ghế như thế này nhá. Có giá trị là 11 triệu một bộ. Tùy thời điểm nhá. Thời điểm bây giờ thì ở quê em Nghĩa là các cái xưởng khai thác đá là có những xưởng có phép, có những xưởng không phép, và những xưởng không phép thì bây giờ đã bị bắt, bị cơ quan chức năng, công an người ta vào cuộc điều tra rồi đình chỉ, cho nên cái nguồn đá bây giờ cũng khá khan hiếm. Do đó cái giá của nó cũng có tăng nhá các bạn nhá. Thì là hiện tại em Nghĩa đang bảo giá ở cái mức như vậy, nhưng mà có thể một vài ngày nữa thì khan hiếm đá ấy, thì giá có thể nó cao hơn, thì là em Nghĩa sẽ cập nhật đúng cái thời điểm mà các bác hỏi nhé, để bảo giá chính xác nhất đến các bác. Đó, những cái đá trắng này. Đó, rất nhiều. Bác nào có nhu cầu về đá như thế nào thì liên hệ em Nghĩa, để em Nghĩa kết nối với em rể của em Nghĩa để bảo giá chính xác đến các bác nhé. Đây, những cái đá rất là đẹp. Nhà gỗ thì phải đi về đá như này nó mới hợp các bạn. Cả lăng mộ nọ kia bác nào cần thì cũng liên hệ luôn nhé. Đá tự nhiên luôn. Em Nghĩa thì vẫn thích những cái đá màu sáng sáng như thế này, vì cái đầu gỗ ấy, cái đầu gỗ thì thường màu nó sẫm rồi, thì em Nghĩa lại thích cái màu của cái chân cột nó phải trắng sáng một chút. Đó là theo quan điểm cá nhân của em Nghĩa thôi. Đây, trong này thì có cả đá rất nhiều màu nhé, đá trắng, đá đen. Đây, cái đá vân này nhìn đẹp các bạn, họ làm mặt bàn này. Đó, còn những cái này là họ làm cái đôn như kiểu cái ghế để ngồi á, cũng bằng cái loại đá đấy luôn, nhìn rất là thích các bạn. Cái này thì ngồi vào mùa hè rất là mát, và ngồi mùa đông thì nó cũng hơi mát, nhưng mà mùa đông thì gọi là nó tình trạng chung rồi. À, tất cả đều lành và mát cả. Còn mùa hè thì ngồi ở những cái bàn này thì tuyệt vời luôn. Đây, những cái đá kê cột này các bạn. Họ vẫn làm cái chữ thập, gọi là làm một cái chữ thập ở phần mặt nhá, để tăng cái độ bám dính, rồi cái độ thoát khí, thoát hơi cho cái chân, các cái đầu cột ấy. Đấy. Cái lô hàng của em Nghĩa đặt cho anh chủ nhà này thì cũng lâu hơn dự kiến, bởi vì là cái nguồn hàng nó khan hiếm ấy, thì xưởng họ phải đi thu mua, tìm được cái đá thích hợp, phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng đặt mua thì người ta mới đưa về để xẻ. Đây các bạn, bộ bàn ghế này cũng rất là thích nhá. Hôm nay em Nghĩa làm nhà xong là em Nghĩa sẽ đưa một bộ về để ngồi, nó rất là gọn. Đây cái phần đấy, cái phần mặt này, sau khi nó là một bộ gồm có 6 cái đôn và một cái mặt và một cái chân ở giữa như vậy. Chiều cao của cái mặt bàn, từ mặt bàn xuống dưới đất á, là khoảng 70 phân các bạn nhé. Còn mặt bàn thì đường kính là 1 mét. Đó, cái đôn thì khoảng 60 phân, ngồi thoải mái. Anh em ngồi cái ghế đá này thì rất là mát, và mặt nó nhẵn các bạn nhé, không sợ hỏng quần các thứ thì cái mặt nó rất là nhẵn. Đây, có rất nhiều kiểu đá kê cột các bạn, muôn hình vạn trạng. Thì em Nghĩa cũng giới thiệu sơ qua vậy. Bạn nào có nhu cầu về đá tảng, kê cột, rồi các cái sản phẩm khác thì liên hệ em Nghĩa nhé.